Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là một trong những công trình lớn của quốc gia. Nếu theo đúng kế hoạch thì đến thời điểm này, dự án đã phải hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu triển khai giai đoạn 2. Tuy nhiên, đến nay, dự án triển khai vẫn chậm hơn so với tiến độ đề ra. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, quỹ thời gian để hoàn thành dự án chỉ còn 2 năm. Nếu các đơn vị không triển khai quyết liệt các nội dung của giai đoạn 2 ngay từ bây giờ, thì dự án khó có thể thành công, đặc biệt là công tác chặn dòng. Và để chặn dòng đúng vào khoảng tháng 11 năm nay, thì địa phương cần phải hoàn thiện thủ tục chuyển đổi rừng. Bên cạnh đó, cần tập trung các nội dung quan trọng như hoàn thiện khu tái định cư về mọi mặt để người dân an tâm sinh sống và đưa 68 hộ dân còn lại về khu tái định cư. 68 hộ này, theo báo cáo của huyện thì có 2 hộ dưới khoảng mức nước 70, còn lại là khoảng 80-81 cả. Nếu mà cái cao trình 80-81 thì đến cái lũ tiểu mãn tháng 5-2024 chưa vấn đề gì. Nhưng lũ chính vụ khoảng tháng 8-2024 thì sẽ có vấn đề, đúng không ạ? Như vậy là tại thời điểm chặn dòng tháng 11-2023 thì kể cả là cái hộ 2 hộ mà ở cái cao trình 70 cũng chưa có vấn đề gì. Đấy là nhà của họ. Nhưng vấn đề là họ có đường đi lại không? Mình cũng nếu chặn dòng mà lại chặn cả đường đi lại, chặn cả kế sinh nhai của người dân là không được phép. Đấy, rất quan. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau chuyến khảo sát tiến độ dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ đã giao Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn khẩn trương rà soát khối lượng công việc đã thực hiện và xây dựng chi tiết kế hoạch các nội dung sẽ triển khai cho năm 2023 và thời gian tiếp theo, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng các mốc thời gian đã đề ra. Thay mặt Ủy ban Nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban tỉnh xin cam kết với đồng chí Thứ trưởng trực tiếp tại hội nghị này, mặc dù đã có văn bản rồi nhưng mà sẽ chỉ đạo quyết liệt là trước 30 tháng 10 là sẽ giải phóng di rời 68 hộ ra khỏi lòng hồ. Trong giai đoạn 2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 phải hoàn thành việc xây dựng các tuyến kênh để có thể sớm đưa công trình hồ chứa nước Cánh Tạng vào sử dụng.